Vâng, em chào các bác. Hôm nay em toàn thắng buổi tối lại lên sóng với các bác đây. Mới về được hai em tủ lạnh mặt gương Hitachi màu mận rất là sang trọng các bác nhé. Và một em Panasonic mặt phay nhôm 6 cánh 500 nít. Con mặt gương này là 620 nít. Thì em vừa cắm thử đây các bác nhé. Hitachi màu mận ngăn hút chân không. Có làm lạnh tuần hoàn tạo ẩm, 6 cánh đá rơi tự động, 5 khoang cảm biến từng ngăn. Con này có mã là X620, ăn 97W các bác nhé, sản xuất tại thị trường Nhật Bản. Đây các bác nhìn này, nội thất như một chiếc tủ mới. Tủ gương này thì không có gì phải bàn cãi cả các bác ạ. Các bác chỉ có thích tông màu nào thôi. Rất là rẻ, con này màu mận chín đổi màu hơn 600 nít. Nếu thời điểm trước thì các bác đây là chân của nó em để đây. Thời điểm trước các bác mua con này không bao giờ dưới 40 mấy triệu, nhưng mà thời điểm này thì cực kỳ giá hợp lý các bác nhé. Thì đây ngăn rau chiếu sáng, ngăn hút chân không chiếu sáng. Thì em cũng nói nhanh qua cái sản phẩm này thôi, vì cô em cũng đã giới thiệu rất nhiều về dòng sản phẩm tủ lạnh Hitachi và Panasonic rồi. Nhà em thì thiên về hai dòng này. Đấy, xin chia sẻ với các bác. Thì cũng như tất cả các sản phẩm lên, nhà em cũng báo giá công khai luôn. Con tủ Hitachi này nhà em đang bán là 33 triệu các bác nhé, 620 nít rất là đẹp. Và con Panasonic này, đấy, Panasonic này có làm lạnh tạo ngăn hút ngăn này là ngăn đông mềm, có ngăn đông mềm các bác nhé, 500 nít đấy, cảm biến đồ này 6 cánh mặt phay nhôm rất là sang trọng. Đây các bác nhìn, nội thất như một cái chiếc tủ mới. Đấy. Hai chiếc tủ này cực kỳ đẹp các bác nhé. Nếu bác nào quan tâm thì nhấc máy alo cho em 0914300368. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin giới thiệu em Toàn Thắng, chuyên gia dụng Nhật Bản, có địa chỉ tại Khói Châu, Hưng Yên. Tủ lạnh này nhà em có tiêu chí bán ra bảo hành 2 năm các bác nhé. Các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Vận chuyển tận nơi các bác phải trả tiền. Em chào các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm video và ủng hộ shop nhà em trong thời gian qua.